Wow. Hi, welcome back to my channel, Star Soccer Go. Now one. Took baby to bed. What's TV on the sofa? Ok, sau đó thì các bạn sẽ cho em bé lên trên về lại căn phòng. Lấy chi. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tìm thức ăn cho cậu bé. Đó là một bình sữa. Wow, oh my gosh. Okay, let's go. Wow. Cậu bé đã nóng tính lên rồi. Và bây giờ cậu ta cần gì? Đó chính là một chú thỏ rabbit. Ok. What's the dog? Không biết ai để cái này đây. Và mình sẽ phải mang vào trong nhà. So let's go.
Light 3. Watch TV on the sofa. Chế cho em bé một loại bánh kẹp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chế ra bánh kẹp. Rồi, tí cà chua này. Một miếng thịt. Nấm này. Phô mai. Đây có thể là lá hành. Hành tây rồi. Oh my gosh. Kiss me. Wow. Ok, và tiếp tục phần tiếp theo. Most now, another. Hiện tại thì mình đang ở ngoài. Và phải tìm kiếm ngôi nhà đó. Xem đâu rồi, đây rồi, số 10. Ngôi nhà số 10. Xem em bé đang đâu rồi. Oh my gosh. Follow the wild rabbits. Mũi tên, điều này. Thằng máy đây rồi. Bixman, Marles.
chuyển. Có thể là chiếc thang máy sẽ bị hỏng. Ok, đi theo mũi tên nào. Oh my gosh, bị khóa bằng một chiếc khóa ánh trăng. Rồi, vào đây để làm nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ là gì đây? Các bạn sẽ phải lấy chiếc chìa khóa này, nhưng bằng cách nào đó để em bé đứng lại. Ok. Let's go. Vẫn chưa đủ nhập em bé và em bé đang bực thêm rồi. Bấm cái này à. Is what a wish. Một hầm khá kinh dị, không hiểu sao lại có nước hầm trong ngôi nhà này. Wow, một chiếc đĩa. Oh my god. Đây rồi, lấy luôn, chạy thôi. Ok, let's go. Và tiếp tục có thể mình sẽ lại vào cầu thang máy này. Ồ, chiếc thang máy này đã bị hỏng. Không phải bị hỏng mà bị chưa có pin, hết pin. Bây giờ sẽ lại phải tìm cách để sửa chiếc thang máy này. Đấy rồi, ok, let's go. Cầm cái pin màu xanh. Ui, khóa hỏng của mình rồi. Oh my god. Số 17 43. Oh my god. Cố gắng các bạn sẽ cho bé xuống đây. Được rồi. Đó, thành công. Bắt đầu kinh dị rồi. Oh my god. Trở thành một yêu quái rồi. Mở cửa nha. Sau đó thì sẽ đi tiếp. No escape. Ánh trăng này. Ánh trăng đâu? Tìm tam giác. Ok, và tiếp tục. Oh my god. Rồi, và phần cuối cùng, the exit.
một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua các bạn nhé. Và tiếp tục phần này sẽ là gì? Trước mắt thì mình sẽ cho em bé uống sữa này. Ngôi nhà bị ngược, đảo ngược rồi. Chiếc chìa khóa để mở cái lại. Khi ở Steve Spoil đó, mình sẽ bỏ qua và làm nhiệm vụ sang đúng bên trái này để ra. Wow, bắt đầu em bé có những cái rất là kỳ lạ luôn này. Tiếp tục tiến vào bên trong, tiến sâu vào lòng. Oh, let's go, let's go. Ở đây các bạn không được nhìn trực tiếp vào tivi. Ở đây đó là các bạn sẽ phải tránh những chiếc tivi ra. Nếu nhìn chi tiết các bạn sẽ thôi. Oh my god. Hy sinh luôn. Cố gắng nào. Tránh nhìn vào chiếc tivi. Đi thẳng này. Dễ bên này. Ok. Không được, nếu động vào em bé thì sẽ hy sinh ngay. Mình sẽ đi thẳng xem gì đây. Ghế ngồi của em bé khá là kinh. Tiếp tục tiến sâu vào. Khá dùng mình. Oh my god. Không phải rồi, đường khác rồi. Wow.
con đường đó cũng sai và con đường kia cũng sai. Chỉ cần con đường này thôi. Tại sao? Đó cũng là con đường. Con đường này đến là muộn lắm. Vứt em về xuống đây. Ok. Chúng mày vứt trên giường. Được rồi, mình sẽ xử lý cô này. Tạo ra một con đường khác. Tiếp tục tiến sâu bên trong. Oh my god. Yêu quái đã xuất hiện. Oh my god. Wow wow wow. Chạy nhanh. Tiếp tục đường này đây. Đường này cũng bị rồi. Đây rồi. Wow. Oh my god. Cố gắng nào. Chỉ còn một chút nữa thôi là các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Ok. Đi đường này đi. Sau đó thì sẽ đi được hướng nào. Cánh cửa ở đây thì đóng rồi. Tiếp tục đi xuống chứ không phải đi lên. Đi thẳng hướng này. Hướng này rồi. Tiếp tục đây. Ok, đã hoàn thành cái tốc độ này. Let's go.